Thưa quý vị, trưa nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Trung Quốc sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội trợ K Expo và hội nghị CAPIS năm 2023 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong chuyến công tác này, các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm tiếp nối đã tiếp xúc cấp cao mật thiết giữa hai nước thời gian qua, tiếp tục cụ thể hóa những thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai bên trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 10 năm 2022 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định, lành mạnh và bền vững. Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây Trung Quốc nói riêng. Thủ tướng Trung Quốc và Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh đều khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của ta, duy trì giao thương thông suốt tại các cửa khẩu, khuyến khích doanh nghiệp trung quốc có tiềm lực đầu tư vào các lĩnh vực mà việt nam ưu tiên tăng cường kết nối đường bộ đường sắt giữa hai nước